sáng hôm nay mình cho bọn nó ra đây đi vệ sinh nha. Đó, cái đi vệ sinh xong rồi mình mới đi đào. Trà xanh bả làm gì biết, làm gì mà chui vô cái sào rác á, chui vô lại bả lại giống luôn á. Sam, Sam lúc nào cũng manh động lắm, hiểu Sam. Đấy, trà xanh với bông kia vô đây con, vô đây không đi ra ngoài phía đường nghe chưa. Đấy, vô đây biết nghe bông, vô đây bông, trà xanh vô, xanh vô. Nó nói còn không biết nghe xíu nào á. Trà xanh bữa nay to mập béo bù luôn nha. Đấy, chạy đâu không biết, hai con kia chạy đâu lên kia. Ở đây có chỗ trống nè, ở đây đi vệ sinh đi, cái ăn rồi chạy lên kia đi hoài à. Con đó không đi vô à, sao mà trà xanh phải làm cái gì à. Trà xanh manh động lắm đó, chui vô nhà người ta đi cơ, ở công ty người ta nó chui vô đó đi. Cái sọc rác này nó hay chạy ra, nó bơi lắm mà. Trà xanh bé có mình đứng đây mình canh nó không sợ nha, bình thường không có mình mới sợ nha. Để sáng nào mình ra đây cho bọn nó đi vệ sinh là mình phải canh bọn nó đó, dở đi. Trà xanh, Trà xanh bọn nó làm gì biết, tiệt sản hết rồi mà nó làm gì kỳ. Còn con Julie kia nữa, ở trong kia nó không chịu ra nha, Julie nó không chịu ra. Rồi sao mấy giờ này mập ú luôn á, lông cũng đẹp nha. Đó bông vô nhà rồi, nói đến bả ba nằm xuống rồi nè. Rồi xanh vô, nói đến bả ba nằm rồi nè. Con Mon nè, Mon bữa nay chịu ra đây chơi nè. Mình rượu riết là nó cũng quên những cái xúc động của nó nha. Mình rượu viết riết là nó cũng quên cái sự sợ hãi. Bây giờ nó cũng ra đây nó chơi với mấy đứa nhỏ này nè. Mập lắm gì chẳng biết, cái sọc rác có gì chẳng mà đứa nào thích vô biết nữa. Trà xanh vô, trà xanh con lì nha, bữa nay con lì đó là nó không biết nghe đúng không hả, nó không biết nghe là coi như cha cưng mấy đứa kia nhiều hơn con nha. Yeah. Mấy con chó của hàng xóm bữa mấy bữa mình quay á, dạo này không thấy nó qua đây nữa ta. Chắc là chủ nhà người ta bắt nhốt lại hay gì rồi. Mấy ngày nay mình không thấy nó qua đây chơi. Mình xanh làm gì con? Cái lông của con vô sọt rác nữa, nhìn giống y chang luôn à. Xanh chui ra đó hoài. Rồi đó đó đó, vô đây xem lì quá à, cha la mới chịu vô à, rồi những cái lỗ tai không hả. Phải nổ nó mới vô nha, rồi không nạt nó không vô. Mình quay xong mình lùa nó hết nha. Đây Sam này rất là dễ thương mà, Sam rất là dễ thương, rất là biết nghe. Mấy con kia chạy vô nhà rồi. Bà trà xanh nó làm gì dạo này, bà ưa ra đứng mé mé mấy đường không biết. Lì quá mà à, đi vệ sinh mà ra túng một mé đường hả. Ở đó đi cha dọn cho, khỏi sợ. Ở đó đi đi chút cho cha dọn. Rồi nó lại chạy vô nhà nữa rồi. Sao mà đứng đây đợi cha sao. Nó đi vô sao, vô không cưng nha. Nó làm gì, nằm im, nằm im rồi nghe, quay cái là đứng tới liền à. Hả, đi vệ sinh đi nhanh, cha vô ăn sáng cho còn đi làm nữa mau nhanh. Mấy người kia chạy đâu vô nhà hết trơn không biết. Bà trà xanh là chạy qua kia xem bà trà xanh kìa. Rồi đi vô, đi vô.
vô vô đi Sam, vô đi 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 vô. Mấy con kia chạy đâu qua kia mấy mấy coi rồi. À thì ra bà Bông mới ngồi đây. Chị Bông, chị Bông ngồi đây làm cái gì chị Bông? Chị Bông ngồi đây, chị Bông đợi à? Chị Bông làm cái trò gì à? À chị Bông đợi mình, chị Bông làm cái gì chị Bông? Con Bông á, mỗi lần mình thấy mình quay điện thoại nó là nó làm cái trò lắm gì không biết. Mình rất là vui nha. Ê Bông, Bông lùng, làm cái gì vậy con? Hả? Làm gì à? Má biểu diễn lại coi. Má, má làm gì vậy? Nhìn nó rất là gần nha. Nhìn nó rất là gần. Đó, trà xanh kia bả manh động quá, bả chạy vô chạy ra chạy hoài à. Má đi vô, vô nhà nè. Vô. Hả? Bông, Bông buổi sáng làm gì ngồi Bông? Hôm nay hình như bà không bán cái gì hả ta? Hình như bà không bán cái gì hả? Giờ này em thấy nó mở cửa vậy. Hôm nay làm lễ tốt nghiệp cho con bà cái gì á? Bông này bắt xe Tây Ninh hay gì đây? Bông, Nguyễn ơi, làm gì hả? Hôm nay bà chị bà làm lễ tốt nghiệp cho con bà cho nên bà không bán cà phê. Nên sáng này mình không kéo xe cà phê ra nha. Ây giời, con trà xanh. Mày làm hư điện thoại của cha, không có tiền mua điện thoại mới nữa nghe trà xanh. Chưa, nhảy lên nó gạt điện thoại mình mới giữ chứ. Đó, chạy theo chú kia đi. Trà xanh thì qua kia mới ngồi, còn có mập cái con kia đâu không biết nữa. Mày coi nó đi đâu. Nó qua ở đằng kia có một chú đi lượm ve chai, nhìn thấy chú rất là tội nghiệp. Sáng nào chú cũng tới đây, chú nằm chú ngồi rồi. Lúc thì mình có gì mình cho chú ấy ăn nha. Ở trên đời này có rất là nhiều người còn rất là khổ cực, nhìn người ta rất là dễ thương nha, nhìn người ta rất là tội nghiệp. Rồi, chú lượm ve chai kia, nó xanh đi đâu đây biết? Ăn cái gì trà xanh? Thế ăn tầm bậy không được nha. Rồi. Ăn cái gì hả? Ai ăn cái gì đây, nó ngồi nó ăn. Còn bên kia ông chú lục ve chai cũng nằm đấy tội nghiệp chứ. Rồi ăn mấy cái đồ của người ta đi đường á, người ta quăng ở đây. Bình thường mình canh rất kỹ nghe, sợ nó bị dính bạ chó, cho nên mấy cái mà như có cuốn chỉ và những cái này kia mình sẽ không cho bọn nó ăn nha. Bình thường mình quét đi á, mình không cho bọn nó ăn đâu. Sao mình đi đâu không biết. Bà Bông, bọn đâu Bông? Thấy trong thời gian qua mình cũng hơi bận rộn vì chuyện gia đình của mình á, cho nên mình cũng ít ra video, có gì mọi người cũng thông cảm nha. Mọi người xem kênh đi mến, mọi người like ủng hộ giúp kênh được phát triển tốt hơn nha mọi người. Bà Bông mới đi ăn cá nè. Ở đây là cái chỗ là xe nó hay, xe khách nó hay xuống hàng này kia đó, thì khi là người ta quăng mấy cái thịt được cái thức ăn hầu như đó. Mấy con chó nhà mình nó sẽ ra, nhiều khi gặp nó lại ăn nha, mình cũng không cảm nó được vì nó nhìn là nó bút đi cái là nó bục liền à, vậy chứ giận giành lại là bọn nó giận á. Thì bên này còn nguyên cái hộp luôn nè. Thôi đi vô đủ chưa, đi vô cha đi làm nữa nè, sáng rồi. Đi vô. Sao? Vô. Mấy đứa bữa nay nói lì vậy? Sao?
Sam ơi, Sam. Rồi bông vô rồi. Hai đứa kia không vô đi. Giờ Sam này lì dữ lì. Nó lì nhất thiên hạ nè. Đi vô nè Sam. Rồi nhảy đi. Vô Sam vô. Thôi chắc mình sẽ kết thúc live, mình đuổi bọn nó vô chuồng đó, rồi mình sẽ đi làm nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong một clip tiếp theo nha. Thôi đi vô nè, cha còn đi làm nữa không? Nhanh.